xem nào. Không rõ là của ai. Xanh quê làm bệ vó kiểu ngày xưa các bác nhé. Ngày xưa rất thích làm bệ kiểu bệ vó này. Bác tưởng tượng như vó mà dưới cây của nhà Minh rồi bác. À thế. Đấy, cây si cổ đẹp đấy. Cây đấy thì bao tiền bác? Cái này nó vào 18 triệu. 18 triệu. Còn cây ổi này? Ổi 8 triệu. 8 triệu. Ổi này đẹp hơn. Ổi khoái đấy, sạch sẽ đấy. Từ từ để từng cây một xem nào. Đấy, còn cái tùng này thì bao nhiêu bác? 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi. Mình lần đầu tiên lên đây sao bác nhỉ? Lần đầu tiên lên đây Nam Định nhỉ? Nam Định lên này đâu? Anh ở Văn Giang. À, Văn Giang. Giang Phúc Công, ở làng Phúc Công đây. Ờ, Phúc Công Trấn đấy. Đây. Tùng 8 triệu. Bác tên gì nhỉ? Bác Sánh. 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 Đây, xe đây đúng không? Đây. Đi giao lưu anh em một lần buổi cho nó vui. Bác đọc cái số cho anh em biết à? 0985811636. 0985811636 à? Đây à? Nhà mình xe này à? Cả khu vực này bao luôn. Sao mà mua luôn cả mớ ba con kia? Đấy, đang mà mua đấy, ba con 30 luôn. Nhưng mà có vẻ có vẻ không xuôi nhỉ? Xuôi lên rồi. Ổi 8 triệu. Ổi đẳng cấp đấy. Sạch, làm lâu rồi, sạch. Ở đây giờ bao nhiêu anh? Cái này giờ bao nhiêu? Nói chuẩn ra nếu mà bán thì nó khách thì là 8 triệu rưỡi, mà bán thì khoảng 6 triệu rưỡi, 6 triệu. Đấy. Đó. Con này về làm đá lên nữa thì lên tiền. Đá vào. Ừ. Cái này. Con này 18 triệu. Cái cổ. Đấy, cây cổ. Chúng con này phải về có tí đá đánh thế. Thì nó bệ nó đầy, nó không bị cái đá này mới tỏi cho mình. Tạm gọi là Giáng Làng đi. Đấy, Ngũ Lao Giáng Đình. Ui, Huynh à? Các em mang cái gì đi đây? Đi sang đây. Mày mang nhiều đi ạ. Rất nhiều, mình đang tìm một cây nó đặc sắc chứ. Đây, còn nguyên cái xe này. Còn Linh Sam chỗ này cũng một miền An. Đây, chắc không? Chắc. Chắc đây. Chắc à? Chắc đây. Vẫn của nhà ông Sánh này. Mai là đang tìm cái cây nó sắc như thế đấy. Chưa thấy. Chưa thấy. À. Chào bác chủ. Đấy, bây giờ mới đến soi. Đồng giá phát mà khó nhỉ. Đấy, đúng gu bây giờ đây, có điều là
lợn đâu. Quên thì vừa nãy bảo con này bao nhiêu bác quên mất rồi. Đây là đây 35 triệu. 35, ok, này 15 kia là 25 hoặc toàn 5 nhỉ? Toàn 5 thôi. Cứ cách cứ số điện thoại cũng toàn 5 thôi. Có bao giờ nó về 5 không? Này 35 nhỉ. Này hay đấy, này hay hơn. Này con này mà chân nó tốt như thế rồi. Kia thì đất quá. Này như vậy. Nhiều đâu. Cái gì cả lóa quá nào, xem có xong một cây kia để anh em mình bắt tay phát nào, quảng cáo cho bác luôn này, dân chơi gọi đến ở mâm cái này á. Vâng, bao thịt nhá. Bao thịt, thịt là sao? Lỗ vốn. Ôi giời, lỗ cái này, lỗ cái này được, lỗ cái này được cái kia, yên tâm, được nhiều cái thứ khác lắm. Nó là đồ chơi rồi. 25 à? 25 này. Đấy mà sau như này nhỉ, ô tiền lít được. Mặt nó khô thì... Đấy khô và 3 hôm nữa dễ đỏ đỏ ở đây nữa thì thôi. Con ấy dáng đẹp nhưng mà chân nó này. Chân làm biển sợ lắm. Nó có thời gian nuôi được. Thì nuôi là biến hết. Thợ về thì làm được hết, có điều là có chịu được cái vốn lì ở đấy không? Xem ông nào gan được không? Đấy, gan là thắng. Cứ gan là thắng. Thế là để chờ được đến lúc thắng thì chết bố rồi. Cây mà đã có nét rồi thì nuôi kiểu gì thắng? Anh đi hàng nào nó phải có nét. Không phải, con này thì bệ vệ cũng chả gì, thích. Đang đúng vu. Nói chung ba con đều đúng vu, nhiều đầu, con này thì rõ ràng. Con này... trồng hơi lệch chậu tí. Đúng rồi. Bây giờ nuôi cho nó ăn vitamin mà mạnh. Đổ mứt đây vào. Căng nè. Đấy. Có điều là phôi thì quay nó hơi khó. Xem trực tiếp thì dễ hơn. Nhưng mà nhìn thấy dáng này là cú vọ nhìn nó biết ngay. Đúng rồi. Đúng rồi. Có thể mạnh như chẩm hốc như xem. Quên bác cả tên gì nhỉ? Quên mất. Tên Việt. Tên Việt à? Ở đâu lên đấy? Văn Giang à hay đâu? Cái con mắt. Úi giời. Thổ địa cây rồi. Xe của mình đây đúng không? Đầu xe có số đúng không? Đầu xe có số. Tí nữa. Rồi, tí nữa quảng cáo cho bác luôn. Đây còn cây mai này thì bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu à? Riêng cái chậu thì bao nhiêu? Chậu có nặng nhỉ? Nhẹ thôi chứ nhỉ? Chậu này trồng si thì đẹp quá. Si cây chuột thì nhỉ? Là con kia thì đẹp. Cái con ý thì đá này chật quá rồi. Chặt đi. Chậu... Này là đắp ấy chứ nhỉ? Chậu đắp tay. Nghệ nhân. Nhưng mà mỗi tội hơi đơn đặt hàng, mỗi tội hơi mới tí bước vào chỗ ao dòng nằm ngựa là cũng cũ gì. Cây mai cũng đẹp. Xe này có nhân nào ngoài nắng được, ngoài nắng tự nhiên, ngoài bắc ngoài khí đường ra xe này liên tục xuất sắc thì đẹp, bởi là đều dáng tự nhiên, cứ tự nhiên là đẹp. Đây, xe tải không biết được xe nào. Thế còn ông này? Bây giờ đi là ai mà đi tặng đây nhá. Công thôi. Hàng tiểu học thôi. À, đây ông này cũng nhìn cũng nhún nhún này, chùn chùn ấy. Đấy, cái học thôi. Đấy, còn đấy ông ấy bao nhiêu? Học sinh đấy là bao nhiêu? Con đấy 5 đồng. 5 đồng. Đấy, con đấy thì thờ về nuôi được. Không lo đắm nhiều. Ông to này. Đầu tư ít. Không, anh bán rồi. Bán rồi. Đấy, nhưng mà lên con mà. Bán cho anh Dũng.
mấy chuyến này ra sớm không? Đi được trên cao luôn, đi ra ngoài xe từ lên con đường này xe tặng đến ra Phan Văn Đồng rồi này. À đây, lấy cái số cái đây. Viễn. À đây xe của ông Viễn mà, đúng không? Viễn, đây là Việt à? Việt Viễn. À, hai anh em. Giàu nhất Văn Giang được không? Sắp chết đi, cái giàu thì còn phải bốc cây đẹp đi bạn. À đây, tôi chưa hỏi cái này. Vâng. Ok, hòm hòm vào đấy. Sao nào để nổ phát nào cho nó vui nào, đâu giờ nào. Em lâu lắm chưa mua cái gì nhỏ nhỏ đâu.